Xin kính chào các anh chị. Thì trên tay mình đó là cái sản phẩm bản lề lá được gia công trên cái vật liệu inox không rỉ. Cái sản phẩm này khá là đặc biệt bởi vì cái thiết kế các tấm lá đang chéo nhau tạo nên một cái vận hành rất là nhẹ nhàng và tương trợ nhau về cái vấn đề khi chúng ta lắp đặt các cái cánh cửa, thì cho cái khả năng chịu tải cũng như là khả năng vận hành một cách tốt nhất như thế này. Rất là đẹp. Thì bề mặt các chi tiết đường nét mà khi mà lắp ráp trên các cái cánh cửa chúng ta đảm bảo là tạo ra một cái sản phẩm rất là sang trọng. Thì kích thước của cái sản phẩm này là có chiều ngang tổng thể là tương đương với 45 mm, và chiều này khi gấp lại có kích thước là tương đương với là 40 mm. Độ dày của cái tấm inox được sử dụng là trên này là loại inox dày 0.9 mm. Thì các anh chị có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với Vina Hardware hoặc là các cái đại lý phân phối để nắm rõ thêm thông tin cái dòng sản phẩm như thế này. Thì ngoài các cái sản phẩm như thế này thì các anh chị có nhu cầu gia công các cái bản lề lá, bản lề piano, các sản phẩm đúc tay nắm, hợp kim antimon, đúc nhựa, các cái sản phẩm chân tủ nhựa, chân tăng chỉnh và gia công các loại bát sắt theo cầu, thì có thể liên hệ trực tiếp với Vina Hardware hoặc là các đại lý phân phối để nắm rõ thêm thông tin chi tiết.